quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký quyết định truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3 cho thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy, hy sinh khi làm nhiệm vụ. Trước đó, Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn đối với phi công Trần Ngọc Duy. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã có quyết định truy tặng thiếu tá Trần Ngọc Duy huy hiệu, tuổi trẻ, dũng cảm. Sáng 1 tháng 2, tăng lễ thiếu tá Trần Ngọc Duy được tổ chức tại Yên Bái, linh cửu được đưa về quê nhà tại tỉnh Thái Nguyên.